Xin chào các khán giả của Duy Anh. PRX có lẽ đã trở thành một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất lịch sử của Tissot khi liên tục cháy hàng trên toàn thế giới. Và để tiếp nối thành công đó thì Tissot đã tiếp tục tung ra những phiên bản dây da mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong video hôm nay. Ở đây mình đang có hai mẫu PRX bao gồm cả phiên bản máy cơ và phiên bản máy pin. Phối màu vỏ thép trắng bạc với mặt xanh chính là phối màu được yêu thích nhất của mà thị trường đã lựa chọn cho hai phiên bản này, và Tissot cũng đã lựa chọn chúng để cho ra các phiên bản dây da đầu tiên. Khi trên tay hai thiết kế PRX dây da này thì chắc chắn là các bạn cũng có cảm nhận giống như mình là liên tưởng ngay đến Classic Fusion, một sản phẩm cực kỳ đình đám và đắt đỏ. Chính vì vậy mà Tissot PRX sẽ là một trong lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách đó. Chúng ta vẫn sẽ có được một chiếc đồng hồ sản xuất tại Thụy Sĩ bởi một thương hiệu danh tiếng lâu đời với chất lượng đã được kiểm chứng cũng như là độ nhận diện rộng khắp. Cấu hình thì rất tốt với kính sapphire, vỏ thép không gỉ. Cả hai phiên bản máy cơ tự động và máy pin thì có giá lần lượt chỉ bằng 1/10 cho đến 1/15 so với Classic Fusion. Chi tiết thì các bạn có thể tham khảo trên đồnghoduyanh.com với tên mã là T137. Bên mình thì là đại lý ủy quyền chính thức của Tissot tại Việt Nam với toàn bộ sản phẩm chính hãng, hưởng đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng quốc tế của Tissot. Các địa chỉ bên mình thì đều được đăng ký trên trang chủ tissotwatches.com. Mua hàng tại các địa chỉ được công nhận chính thức luôn là một cách đơn giản nhất để bạn có thể luôn đảm bảo là sở hữu được đồng hồ chính hãng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Dành cho những bạn chưa hiểu về nguồn gốc thiết kế của PRX thì đây là một thiết kế theo phong cách đồng hồ thể thao sang trọng, hay còn gọi là Luxury Sport hoặc là Sport Elegant. Thiết kế này thì ra đời vào khoảng những năm 1970 bởi Geron Genta, cụ thể là mẫu Audemars Piguet Royal Watch. Khi đó thì đồng hồ Quartz giá rẻ của Nhật Bản đang thống trị thị trường và khiến cho các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đứng bên bờ vực phá sản. Chính Genta là người đã tạo ra kiệt tác này với đích đến là giới thượng lưu của nước Ý, với ý tưởng là mang đến một sản phẩm có phong cách thể thao mạnh mẽ nhưng vẫn đủ sự sang trọng và đẳng cấp. Thiết kế vỏ của mẫu này cũng như là Royal Watch thì nó được làm ra từ ý tưởng về chiếc mũ lặn của người lính hải quân. Còn cái tên Royal Watch năm xưa thì được lấy từ tên của một nhóm tàu chiến của Hải quân Anh, gắn liền với sự tích một cây sồi cổ thụ đã bảo vệ nhà vua Charles đệ nhị trong một trận chiến vào năm 1651. Ý nghĩa của cái tên này hàm chứa đầy đủ những gì mà Genta và Audemars Piguet muốn dành cho sản phẩm của mình. Chiếc PRX này của Tissot được làm dựa trên nguyên mẫu của chính nó, được ra đời vào năm 1978. Và theo mình thì so với các tác phẩm của Genta thì nó có phần được đơn giản hóa và tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế hơn, phù hợp với nhiều gu thẩm mỹ hơn. Đó cũng là cái cách mà Tissot tạo nên bản sắc riêng của họ. Hai phiên bản này đều sẽ sở hữu bộ kim Obelix đang rất được ưa chuộng trong thiết kế đồng hồ đa dụng thời gian gần đây. Đây là kiểu kim được lấy cảm hứng từ tháp đồng hồ mặt trời thời cổ đại. Và cũng vì là đồng hồ đa dụng nên là mẫu này sẽ có trang bị cả dạ quang, rất là tiện lợi. Ở bản máy cơ thì nền dial sẽ được trang trí bằng vân tapestry, tương tự như là trên Royal Watch, trong khi bản máy pin thì sẽ đơn giản hơn với vân sunburst kinh điển. Bản máy cơ thì chúng ta sẽ có cả mặt kính sau để lộ ra cỗ máy Powermatic 80 danh tiếng với vân Waze Time ở trên bánh đà. Kích thước cũng là một điểm mạnh của PRX. Như các bạn đang thấy thì mẫu này có cái thiết kế rất là ôm tay và dây da theo cảm nhận của mình thì nó cũng rất là êm. Đường kính cụ thể là 40mm, đường kính vỏ lắc to lắc chỉ là 46mm. Chính vì vậy mà cổ tay bạn chỉ cần khoảng từ 15cm trở lên là đã có thể đeo cả hai mẫu này. Bên cạnh phiên bản dây da mà mình đang trên tay thì dòng PRX sẽ còn có các phiên bản dây kim loại. Nếu quan tâm thì hãy đến với các cửa hàng của bên mình hoặc ghé thăm trang web đồnghoduyanh.com để được tư vấn chi tiết. Đức rất mong được đón tiếp các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.